thời gian châm cứu cho bệnh nhân này là 5 hôm, mà thuộc cái thể trạng 80 tuổi, các vết thương của zona rất là nặng. Thường như chúng ta bị thì như tôi chia sẻ hôm trước thì những cái pháp đồ điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta dùng a thị, dùng hoa kim ngân cho bệnh nhân thôi. Hôm nay bệnh nhân là kết quả rất là tốt, tất cả những cái vết nó phồng rộp nó đã xe lại khá là ok, bệnh nhân không còn đau rát gì nữa. Biến chứng của zona đối với bệnh nhân này nó đau lan lên đầu thì không sờ vào đầu được, hôm nay thì khá tốt rồi. Nên có nhiều bạn bè khi tôi chia sẻ thì họ chẳng hiểu gì cả, có người rất buồn cười, thấy ai làm được thì không hoan nghênh, lại đi chê bai, điều đấy rất buồn cười. Điều đấy tôi không quan tâm đâu, mọi người ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, còn tôi chỉ cống hiến cho y học cổ truyền thôi. Những cái đông y, những cái thế mạnh của mình, nhưng thực tế mà nói thì rất là khó khăn, bởi vì đông y bây giờ đép vế nhiều lắm, những người làm được việc thực tế thì rất là ít. Thì đây bệnh nhân đây không phải là cái đêm tính mạng nha, để mà thử được. Chúng ta sẽ xem qua các vết ở ngực của bệnh nhân đã liền ok hết, không còn vết nào rộp nữa. Cánh tay của bệnh nhân đây là liền hết rồi, cánh tay ở trên đã liền hết rồi, sau lưng đây cũng ok rồi, sau lưng là ổn. Ông cố gắng lên nhé, đâu sắp về đích rồi đấy, cũng 5:30 thôi nhé. Những năm hôm, từ 3 hôm và 5 hôm thôi sẽ cập nhật lại. Nhưng nói được là nói được, không được thì nói không được. Chứ không bệnh nhân thì bảo ông ngày, mấy thần, mấy tháng này kia thì chắc chắn là được. Tôi sẽ dùng hợp cốc với lại thuốc trì là chính cho bệnh nhân này, không châm thì việc gì kỳ tích với bệnh nhân này. Ống chì thì nó có hai cái hướng châm, nên trong hợp này mình dùng tả pháp. Các bạn không cần thiết phải tham khảo nhiều kích môn hay là những thay thấy xung những việc nó quá mạnh là gì. Cái nhân này có đau lên đầu nhiều, chúng ta chú trọng cái hai thái dương, tuy là đau một bên thôi nhưng châm cả hai bên. Nhân cũng khá là nhát đau, không thở lỏng đâu. Cố gắng tí, để dùng người phong trì bệnh nhân, kiên tĩnh. Là như buổi sáng ấy, châm cho bệnh nhân này chúng ta có thể áp dụng cho cái tế phong được, châm nhiều qua các vùng hốt. Những vùng nào này chúng ta sẽ chọn những huyệt châm song song với để liên sườn. Song song liên sườn thì tôi sẽ dùng kim 10, 4 kim. Vùng nào có bệnh thì chúng ta sẽ xâm xong với đấy, cái vùng đấy không nhất thiết phải luồn hết kim. Ngực với lại cánh tay của ông là ok đúng không, êm đúng không? Vâng. Cái đầu nó hơi khó chịu một chút đúng không? Vâng. Ông cố gắng lên nhé, con nọ thấy ông kêu ghê quá trọng hốt. Bây giờ ok, mắc máy nha, phụ đi nào.